Mệnh danh là một trong những bộ sưu tập đồng hồ trụ cột được hãng Rolex đầu tư và phát triển với việc tung ra mắt rất nhiều các phiên bản mỗi năm. Rolex Datejust 126331 Chocolate Dial luôn khiến cho những ai sở hữu nó đều bước lên một đẳng cấp mới, danh giá, cao quý và sang trọng hơn bao giờ hết. Bao bọc phần mặt số với bộ vỏ Oyster Steel với khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 100m cùng với kim chỉ giờ được làm từ vàng hồng, tạo nên sự sang trọng và lịch lãm. Khi nhìn vào mặt đồng hồ kết hợp sự phản chiếu ánh sáng tinh tế trên nhiều mặt số tạo ra ánh sáng huyền ảo đặc trưng. Trên mặt đồng hồ là tròng Cyclops hiển thị ngày giúp người đeo thuận tiện hơn. Dây Jewelry Bead là một loại dây với 5 liên kết của các vòng tròn kim loại mềm mại, được thiết kế đặc biệt cho sự ra đời của Datejust từ năm 1945. Vẫn lưu giữ và điều chỉnh lại để nó linh hoạt hơn trong thiết kế mới của mẫu đồng hồ này. Bộ máy bên trong chiếc đồng hồ Rolex Datejust 126331 Chocolate Dial được nhà sản xuất trang bị máy Calibre 3235. Với những ai chưa biết, đây là bộ chuyển động cơ chế tự lên dây cót dành cho chiếc đồng hồ đeo tay do chính hãng Rolex nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Cỗ máy cơ học này đã giúp cho chiếc đồng hồ vận hành chính xác và mức dự trữ năng lượng cũng ưu việt hơn lên đến 70 giờ. Rolex Datejust 126331 Chocolate Dial là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự đẳng cấp và tinh tế trong thiết kế đồng hồ. Elon Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.